Hôm nay không có ngờ là gặp anh Dũng ở đây đó nha. Thì đang đi xuống đây thì thấy thấy có người nào đang đứng trong này thì chạy vô dòm. Dạ vâng. Là chị Thanh Lan. Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay mình đến cái dạp mà đẹp nhất của vùng quận Cam đây là Sigurdstrom. Để xem sắp tới có những chương trình gì hay ho để mình đi xem, phải lại gặp anh Dũng. Anh Dũng có vào đây xem thường không? Có vào một vài lần, chị đi xuống xe để xem một vài cái Broadway. Dạ. Rất là hay nha. Dạ. Và những cái buổi hòa nhạc ở chỗ này mà nó đi vô nó mình thấy cái không khí nó khác hẳn đi. Thì dĩ nhiên mình vào đây mình mới biết rằng mình đang ở Mỹ. Dạ vâng, có những chương trình nhạc thính phòng, nhạc hòa tấu rất là hay. Và có một lần Thanh Lan có quay ở đây cho trung tâm Asia. Và lần đó Thanh Lan đã mặc áo nằm tím hát bài Tuổi Biết Buồn, chắc là quý vị cũng còn nhớ. Tuổi Biết Buồn, cái bài hát nổi tiếng. Buồn đã tới rồi, một buổi sáng nhà sĩ Đặc Chánh, phải không? Dạ. Năm 1972, lúc mà đi Nhật phải không ạ? 73 vậy. 73 hả? Úi rồi, thật là lâu phải không ạ? Dạ vâng. À, hình như là kỳ này chị đi Pháp, chị có hát bài này phải không? Thì chắc là phải hát rồi. Nhưng mà cho chị Thanh Lan yêu cầu anh Dũng bài Paris có gì lạ không em được không? Paris có gì lạ không em? Mai anh về mặt vẫn lanh đen. Ủa chứ không phải em vẫn còn ngoan à? Mất lanh đen. À, kỳ này đi Pháp thì là 1 tháng 6 chúng ta sẽ đi phải không ạ? Nhưng mà cái ngày hát là ngày 4 tháng 6. À đúng rồi, ngày 1 mình đi nhưng mà ngày 4 mình đi ngày nào chắc quý vị cũng chẳng cần nhớ đâu. Quý vị nhớ cái ngày 4 tháng 6 thì quý vị đến, quý vị sẽ thấy Thanh Lan và anh Dũng hát song ca rất là nhiều bài. Nhưng mà nếu mà quý vị có xem những chương trình của chị Thúy Hồng á, thì chắc là quý vị cũng có thấy Thanh Lan và anh Dũng có hát song ca với nhau nhiều bài lắm. Đúng không? À, đúng rồi. Nhưng mà lần này thì khán giả của mình kỳ này thì Thanh Lan nghĩ rằng là theo lời yêu cầu của ban tổ chức á, thì mình hát những bài ngày xưa trước 75 đó, thì là những cái bài đó sẽ khiến cho quý vị khán thính giả ở bên Pháp và nhớ về quê hương rất là nhiều, nhất là đối với những quý vị nào mà đi du học từ trước 75 đó. Đúng rồi, chị Xuân Thư là trưởng ban tổ chức kỳ này đó, thì chị nói là cái thành phần khán giả đó sẽ phần lớn là những anh chị đã du học trước năm 1975. Do đó họ rất là nhớ về giọng hát của Thanh Lan, cái thời mà ngày xưa hoàng tử mới ra lò đó. Cái ngày cái thời cung đình Duy Tân, cây dài bóng mát. Vâng, thưa quý vị, mình gặp nhau không những là để nghe nhạc
mà để nhắc nhở với nhau những kỷ niệm đẹp ngày xưa tại Việt Nam khi mình chưa ra khỏi Việt Nam để đi khắp nơi trên thế giới. Thì không những là khán giả tại Paris không, nhưng mà có những lần Thanh Lan hát ở bên Đức á, mà có những khán giả là lái xe hơi từ Belgium qua Đức để xem. Thì kỳ này Thanh Lan cũng hy vọng rằng mình hát tại Paris thì cũng có những khán giả từ Belgium lái xe qua xem, để chúng ta có những tấm hình kỷ niệm chụp với nhau. Thì đâu có biết đường đời như thế nào đâu quý vị. Hôm nay thì mình gặp nhau đây, như ngày mai mỗi người mỗi ngả. Hôm nay đây cầm tay nhau, ngày mai lại chia tay. Theo như anh Dũng biết là cái chỗ mà mình hát là một cái hội trường, nó cũng không có rộng lắm đâu, chứ khoảng từ 300 mấy. Nghe nói 400. Đó, thành ra là cái sợ là không có đủ vé để mà, tại vì có những cái số lượng khách ở nội tại cái khu vực Paris không là cũng đã thấy là hết chỗ rồi đó. Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là quý vị nên liên lạc với chị Xuân Thư để có vé trước trong tay cho yên tâm. Chứ nếu mà như Thanh Lan với anh Dũng là hôm nay đến đây này không có mua vé trước gì hết, đang hỏi xem tối nay có cái chương trình nhạc hòa tấu gì vậy, còn vé không thì vào, không có thì đành đi chơi chỗ khác vậy quý vị ạ. Như vậy thì nó cũng lung tung lắm, thà là mình có vé trong tay trước đi thì mình yên tâm hơn. Chỗ này đẹp quá này, dạ vâng. Chỗ này là cái chỗ buôn mua vé, chỗ này đi vào xem. Rồi thì lần trước Thanh Lan nhớ rằng mình hát cái chỗ hát nó cũng hơi cao cao ở trên kia, thì khán giả đến để chụp hình với mình. Con đường đi vào dập hát nó dễ thương ghê á. Hình như cái này đó, mỗi lần mà đi về cái khu vực ở South Coast Plaza này có đi ngang thường xuyên, nhưng mà chưa bao giờ mà đi bộ từ cái phía cầu bên kia mà đi qua bên này. Thì nhớ không? Cái chỗ cầu cái parking này á, Dũng có nhớ không, buổi tối họ bật đèn lên nó màu tím. Đúng rồi, nó có những cành cỏ nó xòe phải không? Mà nhìn thấy đi qua đi lại hoài mà chưa bao giờ đi băng ngang qua nó, không ngờ là nó dẫn lên cái trước cái cửa rạp hát ở phía bên này. Nói nhỏ để các bạn nào mà chưa biết đó, thì cứ đậu xe ở bên kia đường Bristol rồi đi băng qua cây cầu đó đến sập bên sau Coast Plaza đó. Vào trong parking lot này nó nhiều khê quá. Tìm đường không ra. Dạ. Đây, để cứ thấy dập hát là mình nhớ tới chuyện hát hò. Thì hôm nay á, mình cũng không có muốn là nói cái kiểu giống như là quảng cáo show của mình. Thôi giờ mình nói chuyện riêng tư đi. Dạ vâng. Dạ vâng. Bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Bây giờ cho phỏng vấn nhá. Xin chị cứ tự nhiên. Rồi, thì để bây giờ chị cứ tự nhiên chị hỏi nhá. Vâng. Thế từ trước giờ anh Dũng có song ca với nhiều nữ ca sĩ không? Câu hỏi bất ngờ khó nhớ. Mà có chứ, cũng khá nhiều nào. Trước hết là hồi xưa còn ở Việt Nam, ở Đà Lạt đó. Thì lúc mà đi hát các cái phòng trà ở Đà Lạt, thì lúc đó có hát với một ca sĩ nữ, chị đó bây giờ vẫn còn ở Việt Nam, chị tên là chị Mai Hồng. Chị hát nhạc Pháp rất là hay. Thì có song ca với chị, một sinh hoạt văn nghệ với chị, đi hát phòng trà với chị rất là nhiều. Sau đó khi bắt đầu đi qua Mỹ này, thì có lẽ là cái người mà anh Dũng hát song ca đầu tiên hình như là với ca sĩ Ivan. À, vậy là hát dân ca. Dân ca, rồi có mấy cái nhạc kịch của chú Hoàng Thị Thơ nữa. Cái gì? Lạc Lối Bích Đào. Nhạc kịch. Rồi sau đó cũng có hát, rồi nữ dân ca Thanh Lan này. Hình như hát với chị là nhiều lắm á, 4-5-6 bài gì mà có thâu video. Hình như là nhiều nhất đấy ông đó, ơi đó. À, thưa quý vị, hôm nay Thanh Lan muốn hỏi anh Dũng là tại vì muốn chọc anh Dũng chút xíu cái câu này. Thế hát chung với nhiều nữ ca sĩ thế thì có bị bà xã ghen hay không? Câu hỏi cũng khá thú vị. Không chị, không có ghen. Không có ghen hả? Bà không biết cái tính chất cái công việc của mình mà, đúng không? Thì thành ra là thì nói thì đứng nhiều khi cũng diễn tả này kia, anh yêu em yêu anh, là cầm tay cầm chân, nhưng mà hoàn toàn đó là vì trên sân khấu mà. Vâng, đúng không? Quý vị cũng hiểu rằng trên sân khấu cái gì cũng xạo hết. Có cái bài mà hai chị em mình hát đó, cái bài gì đêm đông hay bài gì mà cuối cùng là che cái dù xuống giống như là hai người đã hôn nhau. Mà có hai cái dù hay là đếm thăm em một chiều mưa gì đó, không nhớ là bài gì mà cuối cùng che cái dù xuống. Xong rồi khán giả nhìn lên thì khán giả sẽ tưởng rằng hai người hôn nhau xong cái dù. Nhưng mà ở trong này thì hai đứa đang đứng cười khúc khích. Làm nhớ tới một cái bài vừa hát với anh Nhật Trường, bài cái gì mà cũng dính dáng tới Đà Lạt nhỉ. Đà Lạt lạnh mua em vừa đủ ấm,
thiếu phụ ngây thơ gì thiếu đó. Phụ ngây thơ. Ờ đó, xong rồi cái đầu bài chưa vào hát nha, mới nhạc dạo thôi, là hai người ôm nhau, mà mình thì đưa cái lưng ra, thì hai người ôm nhau, thế mọi người nhìn lên thì cứ tưởng là hai người đang hôn nhau, mà đâu có hôn gì đâu, mà ông cũng là bộ nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại giống như ông đang hôn thật. Tùy theo cái góc máy phải không ạ? Thì nó có những cái cảnh giả tạo mà nhiều người cứ tưởng. Thì tất cả những cái gì mà trên màn ảnh và trên sân khấu thì đều là giả vờ đó quý vị ơi. Thì hôm nay hỏi anh Dũng để chọc chơi là tại vì những khán giả của Thanh Lan Show rất thích những câu hỏi nào riêng tư kìa. Dạ. Chứ còn cứ nói show này hôm nay nói tôi hát chung thì dạ, hát đúng từ rồi. Bao giờ rồi, hát ở đâu thì cái chuyện đó là quý vị cũng biết rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ chúng mình nói về chuyện riêng tư. Thế những lúc mà học những cái bài hát hay là học những cái câu thoại trong những cái vở kịch đó, thì lúc đó anh Dũng học thì có bà xã ngồi đó nghe không? Không chị, thấy mà không mất tập trung, mất tập trung. Tìm một cái chỗ nào rất là vắng. Hoặc là thí dụ mỗi ngày học một đoạn, một trang chẳng hạn. Nếu mà kịch á, thì học một trang. Thì tối trước khi đi ngủ nằm nhẩm. Nằm nhắm mắt lại rồi nhẩm. Rồi đến đoạn nào quên thì hé mắt ra nhìn nó một chút, xong rồi lại nhắm mắt lại nhẩm. Rồi hoặc là sáng sớm vừa thức dậy đó, con nằm ở trên giường lại nhẩm cái đó. Thì cái cách đó hình như nó mau vô lắm chị. Chứ dạ còn vâng. Mà bình thường ban ngày mình đi làm nhiều chuyện đó, mình không có học được lắm. Thanh Lan cũng học ban đêm đó. Học ban đêm trước khi đi ngủ á. Thì hình như là lúc mình ngủ nó nhập vào hay sao á. Nhiều khi mà mình ngủ xong mình lại còn mơ là những cái câu đó nó cứ lẩn vẩn trong đầu nữa. Phải không? Chị có nhớ cái hồi xưa mà đi học không? Hồi nhỏ đi học không? Mỗi lần học thi thì cũng phải học tối chứ, học đêm chứ, đúng không? Học đêm không Học đêm hình như nó mau thuộc hay sao. Hay là tại mình là những cái người sống về ban đêm, cho nên ban đêm thì nó lại tỉnh hơn là ban ngày. À. Chứ bảo mà học buổi sáng là không có cái gì vào không, hết trơn. Không được, đúng rồi, khó lắm. Với lại là công việc, thí dụ này kia bận rộn, rồi mình nghĩ tới việc này, mình nghĩ tới việc khác. Hồi nãy có đèn không? Hình như người ta mới bật lên. Mới mở tức thì đó chị. Dạ vâng. Tí nó chụp cái hình cho khán giả thấy. Dạ vâng, thưa quý vị, cái chỗ này ngồi dễ thương quá. Đây là con đường đi vào rạp Sigurstrom. Mà cái rạp này thì hồi nãy đó thì Thanh Lan và anh Dũng cũng đứng trước đó rồi để nói chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ lại thích đi dạo vòng xem xung quanh có những cái gì. Thì xung quanh này thú vị thật. Đúng là một cái khung cảnh mà nó thi vị hóa cuộc đời. Nó khiến cho mình nhớ tới thơ, tới nhạc. Và nhìn cây cối xung quanh thì mình thấy cuộc sống rất là nhẹ nhàng nha. Mà đặc biệt cái khí hậu ở Cali vào cái mùa này, hôm nay là đã là giữa tháng 5 rồi. Ôi, chị thấy hôm nay không? Nó lạ lắm. Mà tới giờ phút này đó, ban ngày thì nó cũng không có nóng lắm. Chiều thì nắng nó lên, và khi mà gần lặn mặt trời như bây giờ nè, gió là hiu hiu lạnh. Mình cứ tưởng tượng là chuẩn bị bước vào mùa thu chứ không phải là mùa hè. Chuẩn thì bị đấy, vào mùa hè đấy, đúng không chị? Quý vị thấy không? Ai cũng phải mặc áo khoác cả mà vẫn còn thấy lạnh, là tại vì áo khoác của mình cũng hơi mỏng manh. Bên này có phải dày hơn nó tí đổi. Lạnh lắm đó, gió thổi cũng cũng lạnh. Làm ra trước khi đi là mình nghĩ là chúng ta là vì thấy gió lạnh cho nên lựa cái áo dày một tí. Mà thời tiết này làm nhớ đến mùa thu Paris, trời buốt ra đi, hẹn em quán nhỏ. Hẹn em quán nhỏ. Rượu rưng rưng môi đỏ tràn trề. Thì anh Dũng là chuyên môn hát những cái bài về Paris, cho nên là chuyến này đi Paris là trúng tủ nhá. Bắt cười khoái chí nhá, không cần phải học bài mới. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan có nhận được những email và những cái list bài hát mà quý vị yêu cầu thì hình như là nó quá tải, nó quá giờ, không thể nào hát hết được. Nên là Thanh Lan đang nghĩ là hay là mình hát mỗi bài một lần thôi cho nó ngắn lại để mình tức hát là, nhiều bài. Tức là khán giả gửi những cái email để yêu cầu chị hát là những cái bài ngày xưa của chị hát đó hả? Thì đa số là những bài ngày xưa Thanh Lan đã từng thâu băng rồi. Dạ vâng. Thì cũng đó cũng là một điều rất là vui, chứng tỏ rằng là từ xưa giờ cả nửa thế kỷ qua mà quý vị vẫn chưa quên. Nhưng mà thật tình ra thì không thể nào hát hết từng đó bài, nên là tối nay Thanh Lan lại phải ngồi để mà chọn lọc lại nữa. Không biết là có làm vừa lòng được tất cả quý vị hay không, hay là mình cứ ghép hai bài lại làm một cho nó thành medley. Đúng, cũng nên cái đó. Tức là mỗi bài hát một tí để cho được nhiều bài hơn. Tại vì cái thời lượng thôi. Tức là mình hát một lần xong mình có liên nhạc khúc, xong khúc hát lại. Thì bây giờ mình hát một lần bài này qua một lần bài kia liền. Liên khúc đi. Chứ mà cái việc mà mình phải cân nhắc để lựa chọn bài này thì hoặc đó, bài kia nó đau ruột lắm á. Thì đó, bỏ bài tiếc bài này mà lại sợ là quý vị không vui. Là vì niềm vui của mình là niềm vui của quý vị. Quý vị vui thì mình mới vui. Đúng rồi đó. Nhưng mà hôm nay mình có bàn cái vấn đề là song ca thì thôi đừng nói trước hả? Bí mật đi, nhưng mà thì em chúng tôi sẽ song ca sẽ cố gắng song ca một cách rất là tình tứ chứ không phải đứng như trời trồng. Bốn bài là phải không ạ? Trong chương trình đó.
anh Dũng ơi, hồi nãy chị Thanh Lan mới hỏi anh Dũng là thế bà xã có ghen mỗi khi mà hát song ca hay không? Nhưng mà hát song ca đó, là nó chỉ cái giả vờ có chút xíu thôi, có 4-5 phút thôi. Còn đóng kịch mới là ghê. Đấy. Thì có đóng những cái đoạn nào mà kêu là thấm thiết mà yêu ghê gớm mà ôm nhiều không? Thì chị có nhớ cái kịch mình đóng kịch gì? Âm mưu và tình yêu. Âm mưu tình yêu thì làm gì trong đó nhỉ? Phạt đi năng với lại vai nữ chính là cái gì đó, bá tước, phạt đi năng đó. Trời ơi, lâu quá đóng... rồi chẳng nhớ nó. Cái bà bá tước gì ở bên Đức ấy. Đấy. Rồi bà vỡ nào nữa hả? Mà mình làm cái gì trong đó? Đâu có làm cái gì tình tứ đâu. Không, cũng có khóc lóc đồ này kia, cũng tình cảm đồ. Rồi cái gì ta? Nhiều lắm mà, đóng nhiều lắm mà đóng sao giờ nhiều, không nhớ. Thì đấy, tại vì hỏi bất chợt có ai mà nhớ. Thì từ từ sẽ lục xem còn hình ảnh không thì để lên cho quý vị cùng xem nhé. Thì Thanh Lan với anh Dũng đó có duyên với nhau rất nhiều trên kịch, nhiều hơn là hát nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sẽ đi hát chung với nhau một sân khấu, nên cũng chưa biết. Mà chỉ có hai người thôi đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ. Vâng. Dạ, mọi khi thì quý vị đi xem những chương trình hàng chục ca sĩ, mỗi người hát một bài, hai bài đi vào. Còn đằng này hôm đó là Thanh Lan với anh Dũng sẽ gồng mỗi người 10 bài là 20 bài rồi. Còn thêm mấy bài song ca nữa là 20+ bài là đủ chương trình rồi. Lần đầu tiên mà gồng như vậy đó thì Thanh Lan cũng xin mời tất cả quý vị khán giả thân thương từ khắp thế giới đến với Thanh Lan tại Paris ngày 4 tháng 6 năm 2023 trong chương trình... chỗ đó cái giảm đó tên là gì anh Dũng có biết không? Không nhớ đâu. Thế thôi thì thế cứ để trên cái poster lên cho quý vị xem nhá. Tại vì Thanh Lan thì thưa quý vị đừng cười Thanh Lan chứ mỗi lần mà hỏi đi hát đâu, sắp đi hát đâu. Đi hát ở đó, đó hát giặc nào mày chả biết. Tại vì thưa thật quý vị, vậy. Thật vậy là tại vì có biết cũng chẳng làm gì được. Để đến thì người ta đón từ phi trường cho đến khách sạn, xong người ta đón từ khách sạn cho đến chỗ hát, xong người ta đón từ cái chỗ hát cho tới khách sạn, rồi đón đưa ra phi trường xong đi về. Không biết cái gì ngoài đường hết. Nói là đi rất nhiều, nhưng mà không biết được bao nhiêu đúng không? Bao nhiêu à. Dạ vâng. Thì đấy, hôm nay thì mình nói chuyện nó có vẻ thoải mái chút xíu là tại vì khung cảnh tươi tốt này. Đấy, không biết tại sao mà mình rất là có phước mình ở Cali tới hôm nay mà cây cỏ xanh tươi như thế này. Dạ vâng. Thấy rất là mát mắt. Rồi thì xung quanh mình còn có tí hoa nữa kìa. Mà cái hoa này nó lại là hoa giấy, là cái loại hoa mà Thanh Lan rất là thích từ hồi còn nhỏ xíu ở Việt Nam đó quý vị ơi. Ở Sài Gòn nhiều hoa giấy lắm phải không? Có, mà hoa giấy nó càng nắng thì nó lại càng đẹp. Dạ, đúng vậy, mà nhiều cái màu sắc rất là rực rỡ phải không ạ? Đấy, ngũ sắc. Cộng với những cái hàng cây, cái đường con đường duy tinh cây dài bóng mát của chị đó, đúng không chưa? Rồi thêm những cái dàn hoa giấy trong những cái biệt thự hồi xưa nhớ đi ngang những cái con đường lớn ở Sài Gòn, những cái biệt thự, những cái bức tường cao thì trên đó nó có những cái dàn hoa giấy đó, rất là đẹp. Nó cũng nhưng là một hình ảnh của Sài Gòn. Anh Dũng có biết là trước cổng nhà chị Thanh Lan ngày xưa có dàn hoa gì không? Hoa tigon mới ghê chứ lại đúng không? Nó đại như thế à? Nói mà chúng hoa tigon đấy của TTKH đấy. Đấy thế mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Đó, do vậy thì lần này nếu mà đi qua Paris thì chúng mình cũng cố gắng mà gợi lại những kỷ niệm đẹp của Việt Nam đến với tất cả những khán giả đến với mình trong đêm đó. Là tại vì tất cả quý vị mà đi đến với chúng mình á, thì Thanh Lan nghĩ rằng không phải quý vị mê hát hay là mê xem cái gì mà quý vị cần tìm về kỷ niệm. Đúng rồi. Là đúng cái rồi. Chính. Những cái nét và làm sao để gửi cho quý vị. Là những cái khuôn mặt của kỷ niệm, của những ngày thơ ấu. Tìm đâu những ngày thơ ấu xưa. Thành ra là kỳ này đó chị Xuân Thư chị nó có nói đó rõ ràng. Chị nói là cái khách mà đến trong cái chương trình lần này thì đa số là những cái vị đã đi du học trước năm 75 đi sang Pháp. Họ muốn tìm lại những cái hình ảnh Sài Gòn trước đó. Thì cái gương mặt mà đại diện cho Sài Gòn vào thời gian đó là còn ai nữa ngoài cái tiếng hát Thanh Lan và gương mặt của Thanh Lan, phải không ạ? Không quên hỏi chị là kỳ trong cái chương trình này chị có hát bài Tôi Biết Buồn không á? Có không? Có yêu cầu đó. Có yêu cầu luôn hả? Đó, bài đó là một trong những cái bài mà những ra thì bài thanh, nó không... thiếu, thanh niên, thiếu nữ mới lớn, người ta rất là thích cái bài đó. Thật ra bài đó ít hát ở Sài Gòn lắm.
hát ở bên Nhật thôi. Nhưng mà bài đó rất là nổi. Thì ở Sài Gòn đó là qua băng nhạc thôi. Dạ vâng. Băng cassette thì quý vị nghe thôi. Thì cũng cố gắng hát lại. Tại vì cái tuổi biết buồn là cái tuổi mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Mình thì không biết là yêu bao nhiêu lần rồi. Ồ không, mình tính làm sao làm gì cái thời gian đó. Thầy nói thật. Nên là không biết hát ra hồn gì không. Nhưng mà thì quý vị yêu cầu Thanh Lan vẫn hát lại ạ. Dạ. Tuyệt vời. Thế thì còn gì bằng nữa thôi, thì chúng ta cũng hẹn gặp quý vị trong cái ngày hôm đó đến với chương trình. Thanh Lan và Dũng sẽ cố gắng làm hết sức mình để có thể gợi lại những cái khung trời kỷ niệm tuyệt đẹp đối với quý vị, những người đã có một cái tình yêu tha thiết đối với mảnh đất nơi mà chúng ta đã từng sinh sống, lớn lên và đã trưởng thành từ đó. Dạ vâng. Thì trong tâm của chúng mình lúc nào cũng tràn đầy kỷ niệm. Và những cái gì mà mình nhớ về những cái thời mà mới lớn á, cái thời mà 18 đôi mươi á, là những cái kỷ niệm mà không bao giờ phai mờ trong trí nhớ cả. À quên một điều. Cái gì câu này quan trọng lắm mà định hỏi chị mà bây giờ mới nhớ nè. Câu gì? Chuyến đi này chị có mang cuốn hồi ký sang không? Cuốn hồi ký về cái quãng đời của Thanh Lan. À, dạ vâng, không ít thì nhiều cũng phải đem vài cuốn. Cái gì vài cuốn? Chị? Sao cơ? Trong cái cuốn hồi ký này chắc chắn là chị cũng kể là những cái thời giai đoạn mà chị sinh hoạt ở Sài Gòn đúng không? Còn thì còn gì bằng nữa, đó là những kỷ niệm mà. Bài nào đó kìa. Dạ. Thì đó là một cái để gợi nhắc cho mọi người. Dạ, đúng không? Vâng. Thành ra phải không phải là phải đem vài cuốn đâu mà cố gắng làm sao mà vác nặng tí đi. Vác nặng. cái cuốn hồi ký tên gì nè? Bão tố cuộc đời đó. Nó in ở ngoài cái poster của trên cái poster đó. Luôn vâng. Dạ vâng. Mặc dù là đây là một chương trình ca nhạc nha, chứ không phải là một cái buổi ra mắt sách, nhưng mà tại vì trong cuộc đời ai mà chẳng có bão tố. Quý vị ngồi ngẫm nghĩ lại đi, không có cuộc đời ai mà êm từ đầu đến cuối hết trơn á. Trong đời thế nào cũng phải có giông tố, bão tố dập dồn thì chúng mình mới trưởng thành được. Do vậy thì quyển sách của Thanh Lan cũng là một cách để chia sẻ với quý vị những khó khăn trong cuộc đời mình. Và khi mà quý vị đọc quyển sách của Thanh Lan, quý vị sẽ nhớ lại những khó khăn trong chính cuộc đời của quý vị. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau những nỗi vui và nỗi buồn trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn thì đúng hơn nói. Tức là những cái bão tố của cuộc đời Thanh Lan được lồng trong bối cảnh, khung cảnh của Sài Gòn những năm cuối cùng trước năm 1975, đúng chưa ạ? Và sau đó cái thời gian chị đi sang Hoa Kỳ, phải không ạ? Thì trong những cái bão tố đó thì chúng ta sẽ có được lại những cái khung cảnh ở tại Sài Gòn mến yêu ngày xưa. Và chắc chắn là chị cũng sẽ kể về những cái khung cảnh của vũ trường, của những cái nhà hàng, những cái nơi mà chị đã từng hát ở Sài Gòn, phải không ạ? Và nhắc nhở là tất cả những cái kỷ niệm với các nhạc sĩ, ca sĩ trong nước. Thì nó cũng chỉ thoáng qua thôi. Nhưng mà người ta có thể tìm được đâu đó một góc của mình. Cái quyển sách của Thanh Lan thật ra là nó hơi có cái giá trị lịch sử. Đó. Nó giống như là hơi có một cái tư liệu về lịch sử cận đại từ những năm 45 cho tới hiện tại. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thì nó qua tới bốn đời trong đó, tức là ông bà, cha mẹ Thanh Lan, rồi thì con cái. Do vậy thì coi như là mình theo cái dòng đời của mình, nó cũng trôi theo cái dòng lịch sử của đất nước. Thì thật ra quyển sách là nó cũng hơi nghiêm túc đó, chứ không phải là chuyện mà ca hát giỡn múa trong đó đâu. Thành ra chúng ta muốn có cái cuốn sách này thì có thể tìm hiểu thêm một quãng đời, những cái bão tố trong cuộc đời của Thanh Lan và một cái giai đoạn phát triển của Việt Nam, những cái thăng trầm của lịch sử Việt Nam từ 45 cho đến bây giờ, đúng không ạ? Dạ, vâng. Tuyệt vời. Dạ vâng. Thì mục đích chính là Thanh Lan viết cho cái thế hệ trẻ, cho nên mới đầu thì viết tiếng Anh để cho các cháu có thể đọc được, nhưng sau đó thì Thanh Lan đã dịch ra tiếng Việt để tất cả chúng ta. À, trước kia là nguyên tác là tiếng Anh. Nguyên tác là bằng tiếng Anh mới được kỳ cục. Ủa, mới ghê chứ. Mới ghê thật đấy. Tại vì là muốn là giới thiệu cho các cháu với lại độc giả ngoại quốc để người ta hiểu rõ về đất nước mình và hiểu rõ tại sao mình có mặt tại nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Tại sao đất nước mình không ở. Anh giống thế trả lời thì đi. Hả? Câu đó hỏi là đã trả lời rồi, tức là ai cũng có một cái câu trả lời trong lòng rồi, phải không ạ? Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng đó là hình như nghe đồn là chị đang khởi công để viết một cuốn mới nữa, phải không? Khởi công gì? Viết xong rồi. Xong rồi hả? Ôi, nhưng chúc mà mừng. Chưa dịch ra tiếng Việt. Dạ, thì Thanh Lan cũng cố gắng sẽ làm xong cái chuyện này trước khi mà leo lên máy bay bay qua Pháp. Ồ thế đó. Dạ vâng. Thì do vậy lúc này lơ tơ mơ lắm quý vị ơi, đầu óc cứ để trong quyển sách
mà cuốn sách thứ nhì này nó lại là một cái tuyển tập truyện ngắn, cho nên nó là nhiều cái đề tài khác nhau, do nên là đầu óc phải minh mẫn thì mới có đầu giỏi quá được. Giỏi lắm. Do vậy thì ban ngày cứ phải làm hết chuyện này tới chuyện nọ, xong rồi ban đêm là đôi tối nào cũng ngồi gõ 2 tiếng đồng hồ trước cái laptop. Giỏi quá. Vâng, thưa quý vị thì có nhiều khán giả đang chờ đợi cuốn sách thứ hai của Thanh Lan. Thanh Lan rất là vui, do vậy mới có cái sức và có cái động lực để cho mình làm việc hàng đêm như vậy, chứ còn thật tình thì ai cũng muốn chui vào giường mà ngủ cho sớm. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều ngày hôm nay đã cho anh Dũng có cơ hội đến đây để cùng chia sẻ với quý khán giả trên cái channel của chị. Kính chúc tất cả mọi người sẽ có những cái giây phút thật là tuyệt vời, và nếu như quý vị nào là những khán giả tại Paris thì mong rằng sẽ được gặp quý vị trong cái ngày 4 tháng 6 tới đây. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan rất là vui mỗi khi mà hát chung với anh Dũng, tại vì anh Dũng luôn luôn để hết tâm, để hết trí vào trong cái vai diễn của mình, thì như vậy khiến cho mình diễn mình cũng không có nhớ đây là anh Dũng luôn á. Dạ. Ừ, thì vậy đó. Lúc đó mình diễn mình cũng không biết, tại mình đóng kịch nhau nó quen rồi phải không ạ? Nên là mình không có mắc cỡ. Thưa quý vị, người nào mà lạ quá, mới qua mình diễn mình cũng mắc cỡ. Đấy, cho nên là chứ đừng có nói gì là có bao nhiêu là người ngồi dưới còn nhìn lên mình nữa chứ mới ghê chứ. Thế nên là chuyến này chúng mình sẽ cố gắng nhé quý vị nhé. Dạ, cố gắng để dẹp hết tất cả mọi việc để đến với nhau trong cái show của Thanh Lan tại Paris này. Thanh Lan rất vui gặp lại quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi lại chuyển cái cảnh phía sau nữa rồi. Quý vị nhìn thấy phía sau chắc là một cái khung cảnh rất là thơ mộng. Hàng dừa rất là đẹp, phải không ạ? Mà ít có ở đây thì mình thấy có dừa, chứ ở Paris chắc không có cái cảnh này đâu. Vòi nước phun. Dạ, cũng dạ, đẹp. Thưa quý vị, Thanh Lan á, mạng hỏa cho nên là đi đâu cũng phải có nước. Cho nó hạ hỏa xuống. Thì đấy, mình qua bên Pháp mình cũng sẽ đi thăm, có nhiều chỗ, rất là có nhiều fountain ở bên Pháp và rất là đẹp. Nên là thế nào cũng phải đi thăm và thế nào cũng quay hình gửi về cho quý vị xem. Thì bây giờ mình không hiểu tại sao cái năm nay bây giờ đã là tháng 5 rồi mà nó lạnh quá quý vị ơi. hồi nãy thấy Dũng đến mặc áo len thì mình nói trời sao mặc nhiều áo thế này đó. Ta biết chắc chắn là mình đứng ở ngoài trời. Dạ, vâng. Nó vẫn còn lạnh thôi, buổi chiều mà nắng nó xuống một tí đó thì trời ở Cali rất là lạnh. Dạ, vâng. Buổi sáng thì nó mát mẻ, buổi trưa thì nó ấm áp, nhưng mà buổi chiều thì gió se lạnh, thời tiết rất là đẹp. Nếu mà mình đứng ngoài nắng cho nó ấm á thì là cái mặt mình nó sẽ bị nhăn, mà nếu mình đứng trong bóng mát á để cho cái mặt mình nó có sáng sủa vui vẻ chút xíu á thì lại bị lạnh. Dạ. Không biết phải làm sao, nhưng mà thôi thì làm sao cũng làm cho vừa mắt quý vị vậy, cho nên thôi chịu khó chịu lạnh vậy. Thưa quý vị, một lần nữa ngày 4 tháng 6 năm 2023, Thanh Lan và anh Dũng lần đầu tiên đi lưu diễn tại Pháp. Đấy, thì sẽ gửi đến quý vị nhiều bài song ca mà quý vị đang chờ đợi. Nhưng mà nếu mà nói đơn ca là Thanh Lan rất thích bài Paris Có Gì Lạ Không Em. Mà Thanh Lan cũng nghĩ rằng tất cả những quý vị bên Âu Châu đều thích bài đó. Mà chính Thanh Lan cũng yêu cầu Dũng hát bài đó. Còn ban tổ chức thì yêu cầu Thanh Lan hát Trả Lại Em Yêu, Khung Trời Đại Học. Thì Thanh Lan xin gửi đến tất cả những khán thính giả ngày xưa đã từng là sinh viên của Sài Gòn lời chào thân thương. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong một cái buổi trưa chiều chủ nhật rất là gần gũi thân thương, và chúng mình sẽ nhớ mãi. Nếu mà nói là cái khoảng thời gian mà những cái anh chị du học đó mà đi sang Pháp đó thì chắc là trước năm 75 thì bây giờ là cũng phải là trên 50 năm là các anh chị đó là xa quê hương. Và khi đó mà gặp lại tiếng hát của Thanh Lan thì chắc chắn nó là một cái món quà rất là quý cho các anh chị. Thì đa số chắc cũng sẵn sàng cỡ tuổi mình á, cho nên là gặp lại là cả một niềm vui. Dạ vâng, thì hồi đó thì rất là có nhiều bạn của Thanh Lan có những cái buổi mà đưa tiễn đó để đi du học. Rất là bùi ngùi, rất là cảm động. Thì hy vọng rằng kỳ này Thanh Lan sẽ lại gặp lại tất cả quý vị tại Paris nhé. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở Paris trong một cái chương trình mà anh Dũng mong rằng sẽ cố gắng làm hết sức mình để mang lại cho quý vị những cái mảng trời kỷ niệm yêu dấu mà quý vị vẫn còn trong hồi tưởng, trong tâm tưởng của mỗi người về khung trời Sài Gòn thơ mộng ngày xưa, cái thời mà quý vị còn là những cô cậu sinh viên tung tăng ở dưới những hàng me của đường Duy Tân, phải không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, nếu mà nhắc về Sài Gòn á, thì mình không khỏi nhớ đến cái bầu trời xanh ngắt,
trong cái bài hát Trả Lại Em Yêu. Hôm nay thì cũng có một bầu trời xanh ngắt trước mắt Thanh Lan đây này, cũng là đẹp trời, cũng là dịu dàng êm ấm. Nhưng mà đâu có chỗ nào dịu dàng êm ấm bằng bầu trời Sài Gòn, phải không quý vị? Nên chúng ta sẽ gặp lại nhau để cầm tay nhau, để hỏi han nhau và có với nhau những cái hình kỷ niệm, những cái đó là Thanh Lan quý nhất đó. Lâu lâu lúc mà khi mà mình rảnh đó là cứ lôi tất cả những cái hình ảnh cũ, chụp với những nghệ sĩ khác này, chụp với khán giả này, để mình cảm thấy mình được hạnh phúc thêm một lần nữa. Là vì thưa quý vị biết không, đối với Thanh Lan thì kỷ niệm nó rất là quý báu. Mỗi khi mà mình có một cái kỷ niệm gì trong tay, mình nhớ lại cái thời gian đó, quãng đời đó, mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình gặp những ai, thì đó là nó nằm trong tất cả những cái bản nhạc mà mình hát đó. Khi mà mình nghe một bản nhạc thì mình nhớ ngay lại cái thời gian đó mình nghe cái bản nhạc này ở đâu. Đấy, có nhiều người gặp Thanh Lan đó, có nhiều chàng đó là cựu chiến sĩ đó, nói là chị Thanh Lan ơi, có một thời gian đó, tôi tối nào tôi ngủ tôi cũng ôm chị vào lòng. Giật cả người. Cái gì mà có phụ ôm mà ôm vào lòng đây? Là không, tôi ôm cái radio đó có giọng hát của chị. Thú vị mà. Vâng, thưa quý vị, tất cả các cái vé và quý vị muốn tham dự chương trình này thì xin liên lạc với chị Xuân Thư. Anh Dũng có một anh bạn, anh mới đi thăm mấy quốc gia châu Âu về đó, khi anh ghé là quận 13 ở Paris, ở khu Việt Nam mình đó, anh ở 2 đêm ở đó. Thì anh nói là anh đi vòng vòng ở trong cái khu đó thì anh thấy cái poster dán hình hai chị em mình rất là nhiều. Có không? Có dán nhiều không? Thành ra là hy vọng là quý vị nào mà đến quận 13 thì có thể tìm các cái số điện thoại trên đó liên lạc với chị Xuân Thư là nhà tổ chức đó, để có được ngay những cái tấm vé ngay từ bây giờ. Thưa quý vị, còn mau lắm. Tại vì thưa quý vị, Thanh Lan thì dĩ nhiên là đối với những bài hát Pháp thì không có gì là lạ lẫm. Nhưng mà chúng mình gặp nhau để chúng mình gợi nhớ nhau về thành phố Sài Gòn ngày xưa, gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông đó. Đó là một một thành phố Paris nho nhỏ. Nên là được đến Paris thật sự thì Thanh Lan rất là nôn nóng. Tại vì Thanh Lan cũng có em ở Pháp mà cũng có em ở Thụy Sĩ. Thì qua hát cũng là một dịp để đi qua thăm các em và thăm các bạn học. Tuyệt vời. Bạn học là những người bạn mà chúng mình không bao giờ quên được. Tại vì cái tuổi mới lớn đó, cái gì mà nó nhập vào đầu thì nó nhập vào tim. Và nó nằm mãi mãi trong tâm trí mình, sẽ không bao giờ quên. Thanh Lan giờ nói lại một lần nữa thì người ta nói mình sao mà là nói đi nói lại có một câu thôi, nhưng mà đúng là Thanh Lan rất là nôn nóng được qua Paris đấy ạ. Cảm ơn chị Thanh Lan. Sau thời gian Covid đó. Cảm ơn chị rất là nhiều đã gợi ý để cho chúng mình làm cái đoạn clip này ngày hôm nay để gửi đến quý vị khán giả. Hy vọng là quý vị sẽ xem được cái chương trình này và mong rằng quý vị sẽ đến để ủng hộ cho chị em chúng tôi trong cái ngày 4 tháng 6 tới đây tại Paris, và xin gặp lại tất cả quý vị tại Paris. Và trong khi chờ đợi thì quý vị vào YouTube xem chương trình của chị Thúy Hồng để xem Thanh Lan và anh Dũng song ca nhé. Tức mình quảng cáo cho mình. Vâng, xin kính chào quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.